là những em bé, nhưng mà hôm nay tôi sẽ được ngồi lên trải nghiệm và tôi sẽ đem con xe Cookit này ra ngoài đường, buộc vào một cái xe máy, sau đó xe lô đi ngoài đường thử trải nghiệm cảm giác mà được ngồi trên xe Cookit xem nó như thế nào. Là ngày xưa hồi còn bé, nhà tôi rất là nghèo, không đủ điều kiện, không đủ tiền để mua con xe này cho tôi đi, nên là bây giờ tôi muốn đi. Đấy, ngày xưa thấy các em đi rất là nhiều, đạp rất là nhẹ nhàng, nhưng mà thực sự tôi ngồi trên đây tôi thấy đạp rất là nặng nhọc luôn. Nhưng mà may là con xe này nó có một cái thiết kế rất là chắc chắn, nên là ngồi lên không bị gãy hoặc không bị hoại bánh. Chứ mà con xe bình thường ngày xưa tôi ngồi lên thì con mà vỡ hết bánh luôn, thậm chí là gãy cả bánh và gãy cả khung, gãy cả sườn luôn. Nhưng mà đấy, bạn thấy con xe này thì khung nó rất là to, nên là tôi mới xác định tôi mua về để tôi đem ra đường tôi đi. Ok, thì không linh tinh lên thuyền nữa, bây giờ tôi sẽ đem con xe Cookit này ra ngoài đường và ngồi lên trải nghiệm xem như thế nào. Đấy, thấy đẹp không, mắc đẹp luôn. Trước khi đi tôi sẽ cầm một ít đồ uống đi, bởi vì là chặng đường hôm nay rất là dài và xa. Đó, các bạn thấy không, rất là nhiều nước và đồ ăn luôn. À, bia rượu có hết nhưng mà bia tôi không uống. Ok, cầm một chai nước lọc đi cùng để uống. Đó. Rồi. Các bạn thấy là ở cái xe Cookit của tôi thì nó đang có một cái bình. Đó, đây là cái bình nước dự trữ. Ok. Bây giờ tôi sẽ đổ nước vào trong đây. Đây thì ví chuẩn với lại cái xe này, bởi vì là cái chai nước này nó không đủ dài nên là bắt buộc phải đổ cái chai xanh này cho nó phù hợp với lại cái màu xanh của con xe. Ok, cần đi đường nếu mà khác quá thì lôi ra uống làm thế thôi. Ok, xong. Đấy, bây giờ tôi sẽ vác xe xuống dưới nhà. Rồi, vác ra ngoài kia. Ok, bây giờ tôi sẽ buộc cái dây vào cái xe Cookit này, sau đó đi buộc vào cái xe máy để lôi nó đi. Đấy, buộc chắc vào đây, nhưng mà tôi sợ gãy lắm. Rồi, tôi sẽ buộc cái xe máy này. Ok, ok, let go, let go. Được đấy, yeah. Yeah. Đi chậm tôi không ngã cũng vậy. Đi chậm thôi, chuẩn đấy. Nè, cái gì? Mẹ chú vừa đi qua hả? À, thấy chết không? Nè, rồi cẩn thận ngã đây, đi từ từ thôi, đi từ từ thôi, ngã xe bây giờ thấy chưa? Đấy, sợ quá đẳng cấp.
khi mà tôi đang kéo xe, các bạn thấy là cái yên này nó đã bị gãy rồi. Bây giờ tháo ra đứng lên luôn, chứ thật sự là ngồi nó rất là mỏi, mỏi mông luôn. Rồi tháo luôn ốc ra. Đó, phải tháo luôn ra các bạn, nhìn này, vỡ luôn ra này. Ngồi nặng quá vỡ luôn ra, xe này cho con đít đi thôi. Rơi mất cả cái bình nước ở đây, mà tí chúng tôi đi tìm lại. Ok, sau khi mà đi thử con xe cookie này bằng cách là lấy xe máy kéo, tôi cảm thấy rất là mệt và rất là vui luôn, thật sự rất là vui luôn. Bây giờ là xe đã hỏng rồi đấy, lúc nãy rất là mới nhưng mà bây giờ thì hỏng hết rồi. Ok, thật sự là rất là tiếc luôn, nhưng mà không sao. Tôi sẽ nhường lại vị trí mà tổ lái cho thằng Quốc Thượng. Đấy, cho chú, anh sẽ lái cho chú đi thử xem như nào. Ok, đấy, xuống đi đi. Cho chú tổ lái con xe cookie luôn. Thật sự là rất là mệt luôn. Xe này hỏng hết rồi. Giờ còn mũ khung. Thượng lên xe Thượng. Đấy. Bỏ chú tắt. Nhà đi thôi đấy. Ừ đấy, cứ ngồi thế đi cũng được. Nhìn giống đi ra rùa phết. Đi thôi. Ok. Kéo từ từ đó mình ạ, à. Kéo nhanh quá nó không kịp phản ứng. Ok. Ngồi lên cái xanh xanh ấy. Đấy đúng rồi, chuẩn, cho hai chân lên trước. Cho hai chân lên trước. Đấy các bạn thấy thằng tổ lái này, nó phi một phát mà lộn ngược cả người lên. Đẳng cấp lái xe nó phải như thằng cô này. Rơi mà chúng tôi đi hơn một vòng cuối cùng cũng đã tìm thấy. Đấy, rất là vui sau khi mà con xe còn nguyên vẹn mặc dù là không còn như cũ. Ok. Đó, xong. Bây giờ tôi sẽ cầm con xe xuống cho em thôi. Ok, tôi đã cầm cái xe cookie xuống cho cô em tôi rồi. Nhưng mà ở ngoài kia là có rất là nhiều mấy thanh niên đấy, đang đứng tập trung đây không biết làm cái gì. Thế okay, từ từ nhá, từ từ anh hỏi nhá. Anh hỏi nhá là mấy đứa có thích lên TV không? Có. Có. Thế giơ tay xem nào, xem bao nhiêu đứa thích lên nào. Ui giờ hết à? Có mỗi hai thanh niên ngoài kia là không giờ. Hai tay luôn. Đấy, đấy. Bây giờ là tôi đi đâu cũng có bảo kê, hiểu không?
Đấy, bảo kê anh nhá, bây giờ anh sợ mấy đứa lớp 1 nó đánh lắm. Đây anh gì đây? Hả? Đây là sắt. Sắt sắt sắt. Nhá. Sắt này. Kìa. Anh nào đây? Anh nào đây? Anh nào? Anh nào đây? Con em xin anh. Úi giời anh cho xe đẹp thế. Này xe này. Lên đi thử nhá. Lên đi thử, lên đi thử. Ôi sướng đời thế. Lên đi thử đúng rồi, ngồi lên đây thử. Anh em đi quay đâu về? Cháu vừa đi quay trên nhà đấy, vừa lô xe này đi khắp đường. Ôi sướng đời vậy, con lái đi anh. Con lái. Ừ thì anh cho sướng đời thế nhỉ. Úi giời. Cho tay đây, cho tay đây. Cho tay đi lái, em biết lái rồi anh ạ. Thế này. Ôi giời, bảo quá nhà mình đông thế. Đấy ạ, úi giời, cẩn thận ra đường. Xe. Đi. Bắt lửa anh biết đâu. Đấy, rồi, thấy chưa? Bắt lửa anh đang... Bị đi tên hâm... lửa. Chị ơi, fan hâm mộ của Lam với lại còn đi theo này. Xe các bạn thấy không? Tôi đi đâu có rất là nhiều thanh niên bảo kê đấy. Cười nào, cười nào, 1, 2, 3 cười nhá. 1, 2, 3 cười thật to. Đập đây, đập đây, đây là xe này. Đây, đây. Quý ơi, đâm nhau không? Đâm nhau không? Sướng không? Đi xe này sướng không? Ừ, giời ơi, thế cho sớm thì có phải gì không phải mua xe kia. Biết chiếc gió to gì. Chào bác chưa con? Con chào bác chưa? Chào bác, chào bác. Con chào bác nhanh. Hôn nào, hôn này à. Con chào bác ơi. Thế thằng này, hư rồi. Ok, nói chung là đã xong nhiệm vụ cho cô em cái xe rồi. Bây giờ thì tôi về đây. Đây, có mấy thanh niên đây. Có thích chào các bạn, chào khung anh. Rồi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Bye bye. Bye.